Vừa về nhá, và hôm nay thì sẽ cùng với các bác khui từng kiện hàng một. Đấy, lên mã thấy mã gì là bán luôn luôn nhá. Đấy, hàng rất chất lượng luôn, về cái lô hàng này cực kỳ đẹp này. Đấy, ổ hẹn giờ này cực kỳ nhiều bác hỏi này, ổ điện hẹn giờ nhá, rất nhiều bác hỏi này. Rồi một cái sản phẩm cũng rất hot hit này, cực kỳ nhiều bác hỏi luôn, kính lúp có đèn báo nhá. Đấy, hàng hôm nay lại về sẵn hàng ở phụ bác này, 50.000 một cái. Hàng nào bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên màn hình. Các bác cứ gọi điện trực tiếp với em theo hai số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em, khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là hóa đơn từ 200 trở lên là bên em sẽ miễn phí ship cho bác rồi. Ngoài ra đi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé các bác nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Các bác cố gắng xem hết video nhá, toàn những mã hàng hot thôi, những mã hàng lâu lắm mới có lại các bác nhá. Đấy, thì các bác nào tranh thủ những cái mã mà rất nhiều bác đợi chờ. Đấy, thì hôm nay hàng nó đã về thì các bác tranh thủ mà chốt luôn nhá. Đấy, chốt luôn mua luôn. Giá tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá, 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ nào hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá. 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu.
thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi, giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn. À hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây. Để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đó, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to một kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Tiếp theo thì em lên nhanh bác một số mã hàng về đồ gia dụng này. Để lên luôn cho bác, đó là cái đèn tròn tích điện nhá. Em báo giá luôn, cái này thì giá rất là bình dân hạt rẻ thôi. 90.000 một quả nhá. Đấy, đèn tròn tích điện. Đèn tròn tích điện nhá. 90k, giá rất bình dân. Cái này thì ví dụ các bác đi cắm trại, đi rừng này, đi núi này. Đấy, không cần dây dợ, không cần điện 220. Con này nó là cái đèn tròn, nó có tích điện nhá. Đấy, giá 90.000 các bác mua về thắp sáng rất ok. Đấy, trong trường hợp mất điện mất đóm là mình lấy ra thắp sáng buổi tối rất ok luôn. Đấy, rồi là có cả điều khiển từ xa luôn, rất là ngon này. Đây. Sản phẩm đi hàng mới như nộp nha. Đấy, à đây rất cẩn thận, nó có cả điều khiển từ xa này. Đấy, điều khiển từ xa này, điều chỉnh các bác bấm từ xa nhá. Một cái cọng dây cáp sạc này, sử dụng cái nguồn sạc là nguồn sạc 5V ạ. Và đây là quả bóng này. Đấy, quả bóng này. Pin điều khiển này rất đầy đủ cẩn thận luôn. Sản phẩm này thì đây nó có pin sẵn bên trong nhá, tích điện này. Đấy, và các bác dùng thì không cần phải dây dợ gì. Đấy, chỉ việc bấm cái là sáng này. Các chế độ sáng nhá, rất ok luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo như kiểu công an này, xanh đỏ này, rất ok. Đây là cái nút bấm nhá. Đấy, công suất nó sẽ là 120W này. Con này thì các bác có thể là sạc trực tiếp bằng điện lưới nhá. Đấy, tức là về các bác cắm cái đầu nhỏ vào đây. Cắm vào cái đầu nguồn 5V này. Đấy, nó có cái chữ 5V USB này, các bác cắm vào đây. Sau đó là cái chân còn lại, đó là cái chân USB. Về ví dụ các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà chẳng hạn này. Đấy, thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào điện lưới và các bác sạc cho em. Đấy, thì khi mà sạc đầy các bác lại lấy ra các bác dùng. Hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Đấy, và ngoài ra thì các bác có thể sạc bằng năng lượng mặt trời, các bác có thể mang ra phơi nắng, hoặc là ví dụ trong những cái điều kiện mà không có điện lưới thì mình có thể mang ra phơi nắng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Nó sẽ sạc tích điện cho cái đèn này các bác nhá. Đó. Em nói luôn là sạc điện lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà các bác sạc bằng năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về thắc mắc bảo là sạc lâu nó không vào hay các thứ rồi. Đấy, thì nếu mà các bác có điện lưới thì cứ tốt nhất là nên sạc bằng điện lưới, vào nó nhanh, vào nó nhanh. Thì đây, bên em sẽ có bán kèm thêm nữa là cái củ sạc như này nhá. Nếu mà các bác nào chưa có cái cục sạc mà có cái chân USB để các bác sạc cho những cái thiết bị 5V ấy, thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này. Đó là cái cục sạc Samsung 2A nhá. Công suất của nó sẽ là 2A, 5V 2A nhá. Đấy, thì hàng của Samsung, em báo giá luôn. Một cái cục sạc Samsung này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 30k thôi. Đấy, chỉ có 30.000, giá rất bình dân. Đấy, các bác mua về có thể là sạc được rất nhiều thứ, sạc điện thoại này, rồi là sạc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn USB cổng 5V này. Đấy, các bác có thể cắm. Ngoài ra thì đây, con đèn này nó cũng có thể dùng cái cục sạc này các bác sạc được luôn này. Thì một cái cục sạc Samsung như này bên em đang gửi bác là 30k nhá. Quay trở lại với cái đèn thì đây. Bấm vào đây thì nó sẽ đây là cái chân sạc đấy rồi, em đã giới thiệu rồi. Còn đây bấm vào đây thì nó sẽ sáng này. Đấy là cái nút ở trên thân. Ngoài ra thì về các bác có thể dùng điều khiển này. Đấy, thì về các bác lắp pin vào, sau đó là
các bác điều khiển ở đây em sẽ lắp pin cho bác con này. Đấy, con này rất là tiện nha, nó có điều khiển rất là tiện. Đôi khi các bác treo lên ấy, mình bấm lúc mình cần cái là mình bấm luôn, rất ok. Đó, rất là xịn sò luôn, có cả điều khiển này các bác yên tâm là rất là chất lượng rồi. Công ty sản xuất rất ok luôn. Đây, on này, on này, off này, on này, off này. Đấy rồi ở đây thì nó sẽ có cả nút này, hẹn giờ này. Cái, nếu mà dùng điều khiển này thì nó sẽ được nhiều chức năng hơn. 3 tiếng này, 5 tiếng, 8 tiếng này. Chế độ tăng giảm độ sáng này, auto này, các thứ này. Đó thì đây là cái điều khiển đi kèm nhá. Đấy, nói chung là một cái bộ sản phẩm như này thì với mức giá là 90.000 thì các bác thấy là giá nó quá hợp lý luôn. Đó. Thì bao gồm là một quả bóng này, một cái điều khiển từ xa này, một cọng dây cáp sạc này. Là một bộ này là 90.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn tròn tích điện nhá, rất tiện dụng luôn, có cả phần móc đeo. Đấy, mất điện mất đóm cái mình đeo lên, sáng sủa nhà cửa, ăn cơm ăn nước các thứ là rất ok. Đó, đợt này bắt đầu đang vào mùa hè rồi, mất điện rất là nhiều. Để các bác mua về tham khảo sản phẩm này nhá. Ngoài ra thì có bán kèm cho bác là một cái cục sạc Samsung, nếu các bác muốn mua thêm để các bác về sạc cho cái đèn kia thì đang bán là một cái cục sạc Samsung này là 30.000 một cục nhá, 30.000 một cục. Còn đèn tròn tích điện có điều khiển từ xa đang gửi bác là 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất là 120W, rất là sáng luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình trong những trường hợp mất điện mất đóm là cần thiết mình xài rất ok. 90.000 một quả. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính ấy. Em báo giá luôn, giá hiện tại em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha, chỉ có 70.000 thôi, giá rất bình dân. Mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này. Đấy, tính toán số liệu rất ok, rồi là ví dụ như là các cháu thì mình học tập này. Đấy, học tập các thứ thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu ạ, dùng pin tiểu, về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ pin kia gì. Đấy, nó rất là khó kiếm thì đây cái pin cũ áo này, cửa hàng người ta bán đầy mà. Đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 2 3 4 5 6 này, 7 8 9, cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Đấy, vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím đấy luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này. Đấy, bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh ạ, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội, cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ ra cho các cháu nhà mình học tập ok luôn, sáng tạo này. Rồi là các bác ở cửa hàng tính toán nó ngon lành luôn. Đấy, bàn phím nổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá, lên mã cho em sẽ là chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp lên luôn cho bác hàng đó là cái cây khóa đồng của Đức này, lên mã em sẽ cây khóa đồng Đức nhá. Đấy, cây này thì quá chất lượng rồi, dòng khóa đồng Đức chống cắt chống trộm cực kỳ ok luôn. Đấy, và con này nó sử dụng cái hệ điều hành là chống mưa chống nước nên là các bác dùng cho em ngoài trời. Đấy, các bác cứ dùng cho em ngoài trời cực kỳ là ngon lành luôn. Cái này em đang dùng khoảng tầm 2 năm nay ngoài trời rồi. Bình thường là các bác mua những con khóa ngoài chợ chưa thứ giờ các bác mua về, các bác dùng ngoài trời nó rất là nhanh dỉ sét này, rồi là rất là khó mở này, đặc biệt là cái mùa mưa mùa ẩm ấy là nó rất hay bị dỉ sét. Nhưng con này thì bao dùng bao xài bác luôn, khóa rất là trơn tru nhá, không lo dỉ sét. Thứ hai là dòng chống cắt chống trộm này, các bác nghe cái tiếng khóa là thấy nó đã sướng sướng tài quá nhá, tại nghe thì nó đã thích rồi, khóa Đức nên là cái yên tâm về chất lượng đi. Made in Germany nhá, made in Germany. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân khóa đi kèm cho các bác, thì bên sản xuất sẽ có làm luôn cho bác hẳn 4 chìa luôn. Đấy, để các bác có thể là thoải mái chia cho người nhà người thân nhà mình. Đấy, mỗi người một chìa. Đấy, để mọi người tiện đi ra đi vào, có chìa mở ra mở vào rất tiện dụng luôn nhá. Khóa thì thao tác đóng mở nó rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Đấy, xoáy cái là xong. Đây, xoáy cái mở đây, rất tiện dụng mà rất là nhanh nhá, rất là nhanh, ok luôn. Báo giá bác luôn nhá, hôm nay em sẽ xả kho sản phẩm luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 160.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và tốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức. Bữa trước đang bán là 160.000, hôm nay về luôn cho bác một cái mức giá cực kỳ là tốt. 130.000 một cây nhá, 130.000 một cây khóa đồng Đức này, chỉ 130.000 một cây thôi. Hàng bao chất lượng cho bác luôn. Đấy, hàng bao chất lượng cho bác luôn. 130.000 một cây nhá. Sẽ gồm có là một thân khóa đi kèm là 4 chìa, dòng khóa chống cắt chống trộm mưa nắng các thứ giờ các bác cho em ngoài trời thoải mái luôn. Khóa cổng khóa cửa cực kỳ ok nhá. 130.000 một cây này, 130.000 một cây này. Nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn à. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm đa năng nhá. Đấy, tiếp tục về cái mã hàng kìm đa năng này, và đợt này cũng về với một mức giá gọi là vô cùng yêu thương gửi bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm đa năng. Đấy, kìm đa năng này. Kìm đa năng này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác một cái mức giá vô cùng ưu đãi.
100.000 một cây nhá, 100k một cây này, 100k. Nay em sẽ giảm giá xả kho sản phẩm luôn, 100k một cây kìm đa năng. Con này thì nó đa di năng các nhá, đa di năng. Có phần lò xo trợ lực này, dòng sản phẩm đời mới của phần lò xo trợ lực, tay cầm này đều được bọc cách điện, các bác có thể dùng sử dụng sửa điện hữu thoải mái cho em luôn. Ở đây thì nó sẽ có là một cái phần là cái phần cắt kẹp này. Đấy, như bao chiếc kìm bình thường này. Đấy, dòng kìm thép CRV nhá, hàng nội địa của Nhật. Bên dưới này sẽ có là dòng bấm cốt này, rồi là có cả cái phần lõi tuốt dây nhá, bấm cốt này, tuốt dây này, cắt kẹp các thứ này. Đấy, sử dụng làm điện đóm và có thêm cái chức năng có thêm một cái phần phụ nữa, đó là cái lò xo trợ lực nhá. Các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động là cái con lò xo này nó sẽ hỗ trợ đẩy ra các bác nhá. Các bác không cần phải dùng tay đẩy đâu. Đấy, chỉ việc bóp thôi, còn mở là tự động con lò xo này nó sẽ hỗ trợ nó đẩy các bác cho các bác ra. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này, rồi là cắt kẹp này. Con này các bác sử dụng gia đình này, anh em sử dụng thợ thuyền này, sử dụng công việc cho em thì cũng quá ok luôn. Dòng thép CRV nhá, siêu cứng, dày dặn chắc chắn. Đó. 100 ngàn một cây nhá, 100 ngàn một cây. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, hôm nay em giảm giá xả kho thì có 100 ngàn một cây thôi. Cực kỳ là chất lượng luôn. Dòng kìm hàng nội địa của Nhật rất là đẹp nhá. Hàng nó hàng bãi nhưng mà hầu như là còn mới keng hết các bạn. Còn mới keng, chưa qua dùng lần nào luôn đấy. Chưa dùng qua lần nào luôn. Đây là có những con còn nguyên dưới bóng bên trong này. Đấy, ok luôn nhá. 100k. Các bác tội gì mà các bác không mua. Bình thường là các bác mua thị trường là nó đang bán 150 200 một cây kìm đa năng này. Đây các bác bỏ ra chỉ có 100 ngàn thôi. Sở hữu cho em một cái cây kìm đa năng, dùng đủ mọi chức năng luôn, cắt, kẹp, tuốt dây, rồi là bấm cốt, rồi là đủ các món luôn các bác nhá. 100k một cây kìm đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã các bác, đó là cái con bàn chải điện này. Lên mã em sẽ cái cây bàn chải điện nhá. Bàn chải điện. Con này thì rất ok các bác về sử dụng này, đánh răng hay giấc. Con này nó cái tần số dùng của nó lên đến là 32.000 vòng trên phút nhá, dùng cực kỳ khỏe luôn. Lên mã em sẽ là bỏ mấy cái cây bàn chải điện này. Bàn chải điện này bữa trước đây bên em đang bán là 100.000, hôm nay em xả kho bác giá chỉ còn có là đi 60k nhá, 60k một cái cây bàn chải điện này, 60k một cây. Đấy, xả kho bán nhanh các bác dễ mua luôn. Đây con bàn chải điện đây, mới keo nguyên hộp nhá. Sản phẩm sẽ gồm có là một cái cây bàn chải chính này. Đấy, một cây bàn chải chính. Đấy, rất nhiều cấp độ này. Đây là nút bật nguồn, bật lên này. Đấy, máy chạy nhá. Đấy, các cấp độ các bác muốn tắt đi thì các bác giữ lì cho. Còn các bác bật thì ấn một lần là máy nó sẽ bật nhá. Và ấn một lần nữa thì nó sẽ chỉnh chuyển các chế độ này. Đấy, đèn xanh đâu thì nó chuyển chế độ đấy nhá. Các bác về xem đánh chế độ nào phù hợp thì mình chuyển sang chế độ đấy, và giữ lì thì nó sẽ là tắt nguồn. Ở đây thì sẽ có tặng kèm cho bác là 4 cái đầu bàn chải để các bác thoải mái thay thế này. Một cọng dây cáp sạc nhá, một cọng dây cáp sạc pin. Đấy, về các bác sạc thì các bác tháo năm ra. Cắm vào đây. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn trực tiếp, cái nguồn là nguồn 5V 2A nhá. Các bác có những cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là hoặc là cái cổng USB có nguồn 5V ấy, nguồn ra 5V là các bác có thể sạc cho cái máy này rồi. Con này các bác sạc một lần dùng chắc phải cả nửa tháng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá, pin rất trâu luôn. Đấy. Thì đây em sẽ tháo cho bác, test cho bác một cái đầu bàn chải này. Đầu bàn chải lông rất là mềm luôn, lông cực kỳ mềm nhá, lông mềm dã man luôn. Đây lông rất mềm nhá, lông rất mềm luôn. Đấy, đánh rất ok, đánh cực kỳ sạch. Cái này đánh sạch lắm. Bình thường là các bác hay dùng những con bàn chải truyền thống ấy, các bác đánh hay bị xước sát răng, như con này các bác dùng yên tâm đi, dùng không lo xước sát răng miệng mà cái tần số dung nó rất ok. Đây đấy, các bác lắp vào này, bật đây này. Đấy là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó sẽ có những cái chế độ khác nhau, để các bác dùng chế độ nào thì các bác để chế độ đấy nhá. Đấy, dùng kéo các bác nghe tiếng nó rung này. Đấy, các bác nghe tiếng nó rung không? Kinh khủng khiếp luôn, rung khỏe lắm. Đấy, đây em sẽ test bác coi này. Các bác thấy nó rung đúng không? Con này là nó lợi dụng cái phần sóng rung của cái đầu bàn chải này thì nó sẽ đánh tan những cái phần mảng bám lâu ngày. Đấy, những phần mảng bám lâu ngày ở trên răng. Đấy, giúp răng của bác trắng hơn, sạch hơn. Đấy, thơm to hơn. Đấy, rồi là những cái phần cặn bẩn này, cái phần mảng bám ở trên răng là nó sẽ rung, nó sẽ làm đánh tung ra hết luôn, nên là các bác sử dụng rất là sạch. Đấy, em vừa test bác coi nhá. Máy nó rung rất là khỏe luôn, rung khỏe lắm. Đấy, các bác nghe tiếng chưa? Rung khủng khiếp luôn đấy. Đó. Về thì sạc pin và các bác lại xài thôi. Đó thì lên mã giúp em sẽ là cái bàn chải đánh răng điện nhá. Bàn chải điện đánh răng. Giá hôm nay em xả kho bán anh bác luôn, chỉ còn có 60.000 một chiếc thôi, 60k.
Con này nó rung là lên đến 32.000 vòng trên phút này, cực kỳ khỏe luôn, 60k một chiếc đó nhá. À, ngoài cái sản phẩm bàn chải răng thì hôm nay em giới thiệu luôn đó bác, đó là cái mẫu kem đánh răng này. Lên mã cho em sẽ là một cái cây kem đánh răng của thương hiệu Santa. Đấy, các bác có thể kết hợp cùng với con kem đánh răng này thì các bác sử dụng rất ok luôn. Con kem răng này thì nó là kem đánh răng dạng muối nhá, rất là tốt cho phần lợi này, lợi hay bị chảy máu chân răng này, các bác hay bị ê buốt lợi này. Đấy, rồi là răng các bác lâu ngày bị ố vàng này thì các bác dùng con này cho em. Đấy, kem đánh răng muối nhá, giúp trắng sáng này, rồi là khôi phục hệ thống lợi niếu này. Đấy, giúp các bác lợi niếu của bác khỏe hơn nhá, chắc hơn. Đấy, rồi là không bị chảy máu chân răng nhá. Đấy, mồm miệng thơm tho ok hơn thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái lọ kem răng Nhật. Một típ này là 170g nhá, một típ này là 170g này, hàng chuẩn của Nhật luôn. Cái này dùng rất là sạch, đánh cực kỳ thích luôn. Cái này em cũng đang dùng ở tầm 2 năm này, em dùng nhẹ luôn nhá, các bác dùng đảm bảo bác là nhẹ luôn, dùng thích cực kỳ. Đó, một típ kem răng của Nhật này với giá sẽ là đi 60.000 thôi. Đấy, 60k bữa trước đang bán là 75.000, hôm nay em về bác mức giá rất tốt, 60k cho một típ kem răng của Nhật này chỉ có 60.000 thôi. Một típ này là 170g, dùng cực kỳ ok luôn. Các bác có thể mua kèm thêm cùng với lại bàn chải răng nhé nhá, để về các bác trải nghiệm và sử dụng. Đấy, nói chung là đảm bảo các bác là các bác dùng nghĩa luôn nhá. Típ canh răng là 60k và bàn chải đánh răng điện cũng 60.000 luôn các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con vòi đồng quay này, vòi đồng tưới cây, dùng cho các bác nào dùng về lắp ở vườn nhà mình này, rồi là các bác lắp ở trên mái nhà mình chống nóng cũng rất ok luôn. Con này chất liệu của nó là dạng đồng ấy, đồng thau nguyên si luôn, đồng thau chất lượng luôn. Đấy, thì cái con này nguyên lý động của nó, khi mà có áp lực nước nó đẩy lên thì cái phần này nó sẽ quay, và ở đây nó sẽ có những cái đầu lỗ này. Đấy, nó sẽ phun nước ra và nó cứ thế nó quay tròn, sau đó nó phun nước ra. Đấy, quay tròn này và nó phun nước ra, nước càng mạnh thì quay càng nhanh và phun càng khỏe nhá, phun càng khỏe. Đấy, thì nó sẽ cứ quay tròn thôi. Con này các bác sử dụng ngoài trời nha em, thoải mái, không lo nó bị gì xét thứ, rồi nó rất là bền. Đồng thì có yên tâm rồi, đồng với nước thì nó rất là bền rồi. Đồng kết hợp với nước thì rất là bền luôn và ok. Có đi kèm nó là một cái đầu cút nối nhanh nha. Đấy, cái cút nối nhanh thì về em nói luôn các bác nhá, về các bác nếu mà có những cái đầu cút nối nhanh của nhà bác, các bác lắp vào thì các bác đã xài, còn nếu không thì các bác bỏ cái này ra. Đấy, mua cho em một cái gen 21 ấy, nó có cái gen xoáy này, các bác lắp nó vào để cho nó tiện hơn. Chứ còn cái đầu này thực ra là nó phải có đầu nối nhanh cơ thì các bác mới nối được, chứ còn không là các bác không có đâu, các bác không nối đâu, em nói luôn đấy. Không, lúc về các bác bảo là không lắp được, nó rất là dở hơi. Đấy, thì chủ yếu em bán cái phần vòi này thôi. Đấy, còn cái này thì nhà xuất người ta có đi kèm. Đấy, thì về các bác có cút nối nhanh ấy, cút nối nhanh thường thường thì nó sẽ ấn cái này xuống này. Đấy, sau đó nó sẽ khớp vào luôn này thì nó sẽ dễ. Đó, thì lên mã em sẽ phẩm là cái con vòi quay nhá. Đấy, vòi quay 360 độ này, chất liệu bằng đồng nhá. Con này hiện tại em bên em đang bác giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80k cho một chiếc vòi quay. Cứ lên mã em sẽ làm vòi quay này. Vòi quay đang gửi bác là 80k cho một con vòi quay này, chất liệu bằng đồng. Đấy, 80k một cái vòi quay nhá, 80.000 thôi. Đấy, quay tròn nha. Vòi quay 80.000 một chiếc nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Cái này dùng tưới cây thì các thứ dùng rất ok đây. Các bác cùng coi này. Đấy, về bác lắp đặt vào cái phần nước nha mình. Đấy, sau khi mà mở van nước này, mình nhìn này, nó xòe này. Đấy, nó xòe ra rất là to luôn. Cái đường kính bán kính xòe rất là to. Đấy, và cũng do theo chủ yếu là cái theo áp lực nước của bác nhá. Áp nước bác càng mạnh thì nó phun ra tuẻ nó càng rộng, cũng như là nó quay càng nhanh các nhá. Đấy, quay càng nhanh đấy, các nhìn lại lần nữa này, mở ra. Đấy, thấy không? Dùng để tưới cây này, rồi là lắp trên mái chống nóng này, các thứ này cũng ok luôn nhá. 80.000 một chiếc các nhá. Vòi quay chất liệu bằng đồng, 80k một chiếc này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ chốt cửa này, bộ chốt cửa nhá. Lên mã em sẽ cái bộ chốt cửa bạc. Đấy, bộ chốt cửa bạc hoặc là cái bộ chốt cửa tự động đều được nhá. Đấy, bộ chốt cửa bạc và bộ chốt cửa tự động như đây. Em sẽ lấy nó qua này. Đây nhá, một bộ nó sẽ gồm có là như này. Đầu vít đi kèm này và một cái bộ như này. Đấy, thì về các bác lắp vào hai cái phần cánh cửa nhà mình. Đấy, khi mà các bác sập vào thì nó sẽ theo cái đường vít vát của nó này, nó sẽ sập vào, và lúc nào các bác muốn mở ra thì nó sẽ thụt cái này vào và cứ thế các bác mở ra, còn lúc nào mà các bác muốn đóng vào, các bác đẩy mạnh cửa cho em cái là tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, đẩy mạnh cửa nó tự động nó sẽ sập vào luôn. Đấy, các bác không phải cài, nhiều khi mà các bác hay quên là các bác không cài thì chẳng may là nó cứ để cửa ấy, các thứ ra trộm cắp rồi là các thứ ra rất nguy hiểm. Đấy, các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, nó là cái bộ chốt cửa bạc nhá, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái bộ chốt cửa bạc hoặc là chốt cửa tự động đều được. Đấy, chốt cửa bạc các nhá, chốt cửa bạc. Hiện tại em đang bán một cái bộ chốt cửa bạc như này với giá sẽ là đi 30.000 bộ thôi. Đấy, có đi kèm đó là cả ốc vít để về các bác lắp lại thôi. Đấy, 30k bộ chốt cửa bạc này. Đấy, bộ chốt cửa bạc
30k một bộ nhá. Giá nó quá là hạt rẻ bình dân luôn. Về các bác lắp vào cửa cho mình. Đấy, 30k một bộ nhá. 30.000 một bộ, chốt cửa bạc, chốt cửa tự động nhá. 30k. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, về con này rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy các bác lắp vào hai cánh này. Đấy, lắp vào xong. Sau đó các bác ấn mạnh này, đấy thấy không? Ấn mạnh nó khớp ngay. Còn nếu các bác lúc nào muốn mở ra thì các bác kéo phần bên hông cho em này. Đấy, kéo thì nó sẽ đấy nó kéo nó sẽ thu vào và nó, các bác sẽ mở được cửa ra, còn không thì các bác cứ ấn mạnh cái nó sẽ sập vào luôn. Đấy, có nhìn lại một lần nữa này. Đấy, ấn mạnh cái sập luôn nhá. Sập ngon lành luôn này, rất tiện dụng và rất là hay. Đấy, bộ chốt cửa bạc nhá. Chốt cửa bạc hoặc là bộ chốt cửa tự động đều được. Đấy, bên em đang bán một bộ này với giá là 30.000, đi kèm cho bác là có cả ống vít đầy đủ luôn, là 30.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây tô vít đỏ này. Cây tô vít đỏ nhá, em báo giá luôn. Cây này thì hiện tại giá đang rất là tốt rồi. Đấy, tô vít đỏ. Tô vít đỏ này. Tô vít đỏ này giá của nó sẽ là 40.000 một cây nhá, 40.000 một cây. Các bác nào hay xoáy ra căn thứ gia đình nhà mình. Đấy, các bác mua cho một cây này về cực kỳ đa năng luôn. Đấy. Bình thường này các bác nhìn thì cứ tưởng nó là một cái cây vít bình thường thôi nhá. Đấy, nó chỉ có hai đầu đúng không? Thì đây. Ở đây sẽ có là hai đầu, một đầu dẹt, đầu ba ke, các bác dùng đầu nào các bác cắm ở đây. Đấy, thì các bác cắm ở đây thì nó thành cây vít bình thường này. Nó có thể chỉnh cái phần cỡ nhá, chiều dài, chiều rộng này, à chiều dài ngắn ngắn vào hay là dài ra này. Đấy, tùy nhu cầu nhá, nó có phần chỉnh cỡ đây này. Đấy, chỉnh cỡ đây. Còn nếu mà các bác muốn chuyển sang thành một cái cây vít chữ T để các bác xoáy nó có lực tay hơn thì các bác rút cái này ra, cắm vào đây cho em. Đó thì nó sẽ thành một cây công, cây vít tay chữ T nhá. Cái này thì dành cho những cái con ốc mà nó chặt. Đấy, mà các bác cần cái lực công nó khỏe thì các bác lắp sang cái kiểu như này. Đấy, thì ở đây nó có một cái lỗ này. Đấy thì các bác dùng đầu nào các bác cắm đầu đây vào. Đấy, cắm đầu vào. Ấn chặt vào nhá. Và bắt đầu các bác cứ thế các bác gồng lên các bác xoáy thôi. Đấy, dùng cho những cái con ốc khó, ốc cần lực nhiều thì các bác dùng con kiểu như này. Còn không các bác rút ra lại cắm ở đây bình thường. Là các bác lại xài thành một cây vít bình thường thôi. Đấy, ok luôn. Đấy, hai trong một nhá. Vừa có một cái cây vít chữ T ngang bên này, vừa một cái cây vít thẳng nhai. Và một cây này có cả hai đầu luôn. Đấy, ba ke và đầu dẹt, ok cho bác luôn. À, một đầu ba đúng rồi, đầu ba ke và đầu dẹt. Hàng này thì của Nhật nhá, hàng bãi của Nhật. Hàng của thương hiệu cái này, xem cái đợi chút đi xem cái hãng của nó là kia. Hayabusa nhá, Hayabusa. Hàng của thương hiệu Hayabusa Japan này. Đấy, Hayabusa Japan. Này thì hàng này hãng rất nổi tiếng rồi. Lên mã em xem là cái cây tô vít đỏ nhá. Đấy, vừa thành một cây tô vít dài, vừa thành cây tô vít kiểu dạng vuông góc này, 40k một cây nhá, 40k một cây tô vít đỏ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây thước đo này, thước đo này. Thước đo thì hiện tại bên em đang có thước đo của Filter và toàn bộ dòng này thì đều có lỗ ban đấy nhá. Đều có lỗ ban đây. Đấy, đây, đều có lỗ ban này, mặt đằng sau có lỗ ban luôn này, mặt đằng trước đây nhá. Con này là con 7,5 m này. Đấy, hàng hãng Filter nhá, toàn bộ bên ngoài đều bọc cao su chống trơn trượt này. Phần dây qua này rồi là phần video. Con này là con 7,5 m này. Ngoài ra có con nhỏ hơn thì là cái con này con 5 m này. 5 m này, thước kéo rất trơn tru nhá, 5 m. Đây có lỗ phần lỗ ban này. Có lỗ ban để các bác đo phong thủy nhá. Nhiều bác rất là thích đo phong thủy đấy, nhiều bác rất là hỏi. Đấy thì đây, em nhập về cho bác cái dòng này. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là cây thước thước lỗ ban, thước lỗ ban. Thước lỗ ban này có hai loại là 5 m nhá. 5 m thì bên em đang bán giá là 40.000. Đấy, 40k. Còn cái loại 7,5 m nhá, 7,5 m thì đang có giá là 50k. Đấy là tùy nhu cầu nhá. Các bác lấy loại nào thì bên em sẽ đặt cho loại đấy nhá. Lấy 5 m thì báo em lấy loại thước 5 m thì em sẽ nhặt cho. Lấy loại 7,5 m thì cứ báo em bên em là nhặt cho bác thước 7,5 m thì sẽ nhặt cho. Và toàn bộ hai cái cây thước này đều là có lỗ ban hết nhá. Đều có lỗ ban để cho các bác xài luôn. Đấy, để phục vụ các bác. Vì nhờ quá nhiều bác hỏi có thước lỗ ban không gì đây. Thước lỗ ban một cách ngon lành luôn nhá. Đấy, các bác đo phong thủy thì đo đất đai thì ok luôn. 5 m là 40.000, còn 7,5 m thì là 50.000 nhá. Thước lỗ ban nhá, hàng của hãng của Filter. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác ba hàng, đó là cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã em sẽ cây kéo cắt gà của Đức này. Hiện tại em đang bán cây kéo cắt gà của Đức này, giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 90.000 một cây thôi. Đây, logo thương hiệu Wailing của Đức này. Đấy, hàng về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nhá, rất ok. Phần dưới này thì nó làm dạng ba viên này. Để các bác dùng để đánh vảy cá nhá, rất ok. Tay cầm. Đấy, tay cầm rất ôm tay luôn. Lên mã em cho cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Kéo cắt gà của Đức, bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt gà của Đức này. Với giá sẽ là đi 90.000 một cây. Kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức. 90k cho một cây kéo gà Đức nhá. 90k một cây kéo cắt gà của Đức này. Giá nó quá bình dân luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương nhá, rất ok. Cắt rất ngon này nhá. 90k một cây.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác. Ba hàng đó là cái vòng gỗ đeo tay. Lên mã em sẽ được cái sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay hiện tại em đang bán cho bác là giá sẽ là 40k một chiếc nhá. 40k cho chiếc vòng gỗ đeo tay này. Đây, co giãn này. Đấy, rất ok luôn. Có thể là đeo vào tay, đeo vào cổ thứ này. Đấy, làm vòng thời trang rồi là làm vòng phong thủy cũng ok luôn nhá. Đấy, chất liệu bằng gỗ rất là thơm luôn. Đeo rất là đẹp đây. Đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok nhá. Cái vân gỗ của cái hạt nó thì rất là đẹp này. Đấy, vân gỗ thì rất đẹp. Và cái sản phẩm này thì cái phần chun của nó này, đấy cái chun nó co giãn, các bác có thể đeo vào tay, đeo vào cổ thứ rồi, đeo ok luôn, rồi là làm vòng phong thủy, vòng lần hạt ok luôn nhá. Hàng mới đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, thì mình có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đây, mua về làm quà, biếu tặng cũng rất là sang trọng lịch sự luôn. Giá tại em đang bán một cái hộp vòng gỗ đeo tay này với giá chỉ có là đi 40k thôi, 40k lên mã cho cái vòng gỗ đeo tay đang gửi bác là 40k có nhá. 40k cho một cái chiếc hộp vòng gỗ đeo tay nha, là bao gồm là cả hộp cả vòng luôn. Giá nó rất là bình dân, chỉ 40.000 thôi. Đấy, 40k một hộp vòng gỗ đeo tay nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây súng mồi lửa này. Đấy, súng mồi lửa thì đợt này cũng đang được cái mức giá rất là tốt, chỉ có 20.000 một cây thôi. Đợt này bên em cũng đang xả kho sản phẩm này đấy có nhá. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa này. Súng mồi lửa này đang giảm giá xả kho chỉ còn có 20k một cây thôi. 20k cho một cái cây súng mồi lửa nhá. 20k một cây. Dùng rất ok luôn. Đấy, một cây súng mồi lửa nhá. Về các bác dùng để mồi bếp này, rồi là các bác để lên ban bàn thờ, mình có đốt hương đốt nến cũng rất là tiện. Bình thường là các bác hay về dùng những cái bật lửa ấy mà ở những cái chỗ mà xa các bác không thể với được, như con này này, nó dài khoảng tầm 30 cm. Đấy, những cái chỗ ở xa các bác vẫn có thể bấm ra các bác với lên này, hoặc là những cái chỗ ở trên cao mình có thể thò lên, mình đẩy lên mình với lên mình bật. Đấy, những cây nến nó cao rồi là hương nhiếc các thứ là các bác để lên ban bàn thờ. Mà con này rất là to, đặc biệt là bác nào người già ấy, đôi khi các bác cầm những con bật lửa nó rất là khó tìm. Đấy thì các bác mua cho em mấy cây này về, nó rất là to, dễ tìm, dễ sử dụng, mà nó thao tác rất là nhẹ nhàng thôi, không cần phải bật cật quẹt những con kia cả. Con này chỉ việc bấm cái này, bấm cái là lên, có thế thôi. Có ga sẵn hết rồi nhá, có ga sẵn hết rồi, về các bác chỉ việc xài. Còn nếu mà khi nào mà hết ga thì mình có thể là mình mang ra tiệm mình bơm, hoặc là nhà các bác có sẵn ga thì mình cứ cho vào cái lỗ này các bác bơm này, nó có một cái lỗ ga trong này, có lỗ ga trong này các bác cho vào đây các bác bơm rất ok luôn. Chỉ có 20.000 thôi có nhá, giá rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ là cái cây súng mồi lửa nhá, cây súng mồi lửa 20k cho một cây súng mồi lửa nhá, 20k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả luôn đó bác, đó là cái bộ vít V50 này cô ơi, bộ vít V50. Bộ này nó sẽ gồm có 50 cái đầu vít nhá. Đây, đợi chút để em bóc cho bác coi, bộ nó đóng gói rất kỹ cơ. Đây, đóng gói cực kỳ kỹ càng luôn. Đấy, một cái bộ vít nó sẽ gồm có tổng cho bác là 50 đầu vít. Đấy, dành cho các bác làm nghề bộ này quá ok. Rồi các bác sửa chữa ở nhà cũng ok luôn. Đấy, sẽ tổng là 50 đầu vít nhá. Đây, ở bên này một loạt đấu những cái đầu hoa thị to nhỏ này. Bên này thì sẽ có là những cái bộ đầu là đầu dẹt, đầu tròn, đầu lục giác này. Rồi là đầu những cái đầu dị như là đầu hai cạnh này. Đây này, đấy cái đầu hai cạnh này. Đó, rất ok nhá. Bộ này thì toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng. Đấy, siêu cứng và siêu ok luôn. Đấy, toàn bộ thì đều được tích nam châm từ tính nhá. Toàn bộ là đều được tích nam châm từ tính nên là sử dụng rất ok luôn. Đấy, sử dụng ok luôn. Các bác mua về sấy vít, sấy ấy ra. Và cái chân này của nó này, các bác nhìn này. Cái chân này của nó sẽ là cái chân lục giác. Nên là khi mà về các bác lắp vào những cái con máy khoan pin, máy khoan cầm tay là rất là vừa này. Đấy, và cái phần đầu vít nó rất là dài nhá. Những cái lỗ vít mà nó sâu ấy là các bác vẫn có thể luồn vào, các bác xoáy được những cái lỗ bên trong. Đấy, rất ok luôn. Cho anh em thợ thuyền làm nghề này, các bác sử dụng gia đình này, xoáy bộ này thì quá ok luôn. Đấy, hàng mới keng nguyên trong hộp này các nhá. Đấy, hàng bãi nhưng vẫn còn mới, rất đẹp luôn. Đó. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vít V50 nhá. Tổng nó sẽ gồm có là 50 chi tiết, 50 đầu vít trong một cái hộp nha. Đấy, giá nó bình dân thôi. Chỉ có là đi bao tiền nhỉ? 170.000 nhá, 170.000. Đấy, bữa trước em đang bán là 250.000 đấy, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 170.000 đúng không nhá. Lên mã cho em xem cái bộ vít V50 nhá, bộ vít V50 chi tiết. Đấy, V50 chi tiết nhá. Đấy, V50 chi tiết 170.000, xả kho bán nhanh cho bác luôn. Đó. Rất chất lượng luôn đây các bác cùng nhìn lại một lần nữa này. Quá đẹp luôn. Đấy, đầy đủ là 50 đầu vít cơ nhá, 50 đầu vít cơ. Đấy, và có thể là lắp vào máy khoan pin cái thứ thoải mái luôn. Và vít nó dài, các bác có thể xoáy trong những cái lỗ sâu ok luôn nhá. Đó, bộ vít V50 đầy đủ các mã đầu luôn nhá. 170.000 một hộp này nhá, 170k một hộp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt tỉa này. Đấy, về chuyên dùng cho các bác
dùng để tỉa cành, tỉa tán, tỉa cây. Đấy, các bác Tết nhất đi nơi rồi, các bác chăm sóc cây cối như mình, khu vườn của mình cho nó đẹp hơn để chuẩn bị đón Tết này, thì các bác mua cho em cái cây này về. Cây này thì cứ bao sắc bao xài luôn. Hàng này thì nếu mà nói chuẩn thì bên Nhật người ta dùng để cắt lông cừu nhá. Đấy, hàng Nhật nó xuất đi để cho dùng cho các nước để cắt lông cừu. Đấy, các bác nhìn thấy hình con cừu chưa? Đấy, chuyên để cắt lông cừu là cứ biết, các bác biết cái độ sắc nó nhà rồi. Cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, hàng bao dùng bác xài luôn. Made in Japan. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 34 cm nhá. Phần bản lưỡi của nó dài là 20, còn tổng chiều dài của nó vào là 34 cm. Đấy. Khâu khóa đồng nhá coi nhé, khâu khóa đồng này. Đó, sắc bén ok luôn này, em sẽ cắt cho bác coi. Đây này, em lấy cái giấy bóng em cắt này. Các bác nhìn này, giấy bóng này các bác nhiều kinh kinh khủng không? Giấy bóng nó cắt ngọt dã man luôn này, các bác nhìn này, giấy bóng này. Đấy. Đây, giấy bóng này cắt kinh khủng luôn này. Ối, dã man luôn, nói chung là siêu sắc bén nhá. Có phần lò xo trợ lực nhá, lò xo trợ lực này và khóa hãm đầy đủ cho bác luôn. Đó, tay cầm thiết kế dạng đường đường vòng cong cong này. Đấy, các bác bóp nó rất là sướng tay. Đã tay nhá. Mà các bác bóp này lâu nó cũng bị mỏi tay. Đấy, bóp lâu nó bị mỏi tay. Về các bác vùng dùng để tỉa tán này, cắt cành này. Đấy, rồi là sử dụng cắt trong rất là nhiều việc luôn. Tổng chiều dài là 34 cm nhá, phần bản lưỡi của nó dài là 20. Đấy, hàng khâu khóa đồng, hàng xịn. Made in Japan. Đó. À, em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là hỏng là cái cây kéo tỉa dài 34 cm. Thì cứ lên mã cho em sẽ là kéo tỉa 34 cm nhá. Kéo tỉa 34 này. Kéo tỉa 34 cm. Giá của nó bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em cũng về với bác mức giá thanh lý xả kho luôn. Giá chỉ còn có 110.000 một cây thôi. 110k một cái cây kéo tỉa 34 cm này, 110.000 một cây nhá. Đấy, bán nhanh xả lỗ với bác luôn. Đó, về các bác chốt nhanh, về các bác dùng để cắt cành, cắt cây, cắt đồ đạc nhà mình ok luôn nhá. 110.000 một cây thôi. Giá rẻ rất tốt mà sản phẩm dùng ok lắm. Đó. Sản phẩm xả kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây khò ga của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy, hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn cái mã hàng này nhá. Đấy, bán lãi chút ít tình cảm thôi. Đấy, bữa trước thì cái cây đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác mức giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Giá chỉ còn có 80.000 thôi. 80k một cây khò ga của Kabushi Japan nha. Lên mã em sẽ là khò ga K1 nhá. Khò K1 này. Đấy, giá đang ở bác là 80.000 một chiếc nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Con này các bác yên tâm về chất lượng rồi, hàng của nó hàng hãng coi nhá, cầm cực kỳ chắc chắn luôn, các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Sản phẩm này sẽ có là hệ thống đánh lửa tự động này, các bác không cần phải mồi, về là các bác chỉ việc lắp vào là dùng xài thôi, không cần phải mồi. Ngoài ra đây là cái nút chỉnh ga to nhỏ này, đấy nút chỉnh ga to nhỏ và cái nút này đó là cái nút chỉnh gió nhá, chỉnh gió. Đó, thế thôi. Về các bác lắp vào bình ga mini thì mình là xài. Hàng này thì nó là hàng dạng hàng phân khúc tầm cao rồi. Đấy, dòng phân khúc cao cấp rồi nhá của Kabushi Japan này. Nó rất chất lượng luôn, hàng mới keo nguyên vỉ này. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây khò ga K1. Hôm nay em xả kho cho bác một cái mức giá gọi là siêu tốt luôn. Chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Đấy, 80.000 cho một chiếc khò ga K1. Giá nó quá là hạt rẻ. Mà nó giá nó quá là tốt. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, số lượng có hạn. 80k khò ga K1 nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, mới keng luôn. Tiếp theo thì hôm nay em cũng xả luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Lên mã em sẽ là cái này là cái nhiệt kế điện tử nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là nhiệt kế điện tử. Nhiệt kế điện tử này hôm nay em cũng xả kho luôn, nhiệt kế điện tử này. Nhiệt kế điện tử này bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em cũng về bác giá mới luôn. Giá chỉ còn có là đi 60.000 nhá, 60k cho một chiếc nhiệt kế điện tử này, 60k một chiếc nhiệt kế điện tử nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cái này thì đây, em sẽ bóc cho bác một chiếc các bác coi này. Đấy, hàng nó mới căng nha. Thì về các bác sử dụng thì có một viên pin này, đấy và một cái con đồng hồ nha. Đấy thì về các bác bóc cho em cái lớp siêu màn hình này ra nhá. Nó có một cái lớp giấy bóng bảo vệ cái màn hình này. Về các bác bóc ra. Đấy các bác bóc ra này. Đấy thì nó sẽ mới căng nha. Đấy khi bóc ra nó sẽ mới nha. Đấy và bắt đầu là các bác mở cái phần nắp dưới ra. Lắp cho em viên pin vào. Đấy lắp viên pin vào. Đây lắp viên pin ở cái phần nắp dưới này. Đấy và khi mà lắp vào thì nó sẽ có là tự động nó cập nhật luôn. Đấy tự động nó cập nhật nhá. Đấy hiện tại đang là 21.2 độ C này. Đấy độ ẩm là 99%. Hiện tại ngoài Bắc độ ẩm rất là cao, cũng như là cái nhiệt độ nó đang mùa đông cũng rất là thấp. Đấy và có cả giờ này. Cái giờ này thì các bác muốn cài đặt rất là dễ thôi. Cái giờ này thì các bác khi mà các bác mua về nhận hàng ấy, nếu mà các bác muốn đúng giờ ấy thì các bác cứ đúng 12 giờ trưa. Đúng 12 giờ trưa nhá. Các bác tháo pin ra, các bác tháo ra lúc khoảng tầm 11 rưỡi đi, các bác tháo ra, sau đó là đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn. Đấy, các bác không cần phải chỉnh gì cả, cứ đúng 12 giờ trưa nhá, các bác lắp pin vào cho em là nó chạy đúng theo cái giờ ấy luôn.
Đấy, đây, cái nhiệt độ nó tự động nó cảm nhận hết coi nhá. Nhiệt độ, độ ẩm là tự động nó cảm nhận hết. Con này nó có ngoài độ C thì nó còn có cả độ F này. Đấy, các bác bấm lên cho em. Đấy, min max này. Min max này. Đấy, ok luôn. Rồi. Đồng hồ nhiệt kế nhá, đồng hồ nhiệt kế điện tử. Đấy. Nhiệt kế điện tử nhá, cứ lên mã em sẽ được nhiệt kế điện tử. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ có 60.000 một chiếc thôi. Đấy, 60.000 chiếc. Có cả pin biết đi kèm cho bác về xài luôn. Con này các bác có thể để bàn ở đây, nó có phần lạnh chống này, các bác có thể để bàn hoặc các bác có thể treo lên tường, nó có cả lỗ đinh để treo lên tường luôn. 60k nhá, nhiệt kế điện tử 60k, báo nhiệt độ này, độ ẩm phần trăm này, phần trăm độ ẩm này, rồi là ngày giờ thì ok luôn. Đấy thì các bác muốn về nó đúng giờ, không cần phải cài đặt nhiều. Thì về các bác khoảng tầm 11 rưỡi các bác tháo pin ra và đúng 12 giờ trưa các bác lắp pin vào cho em là tự động nó sẽ cập nhật đúng giờ luôn. Đó, rồi em sẽ qua những mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái bộ sạc iPhone. Lên mã em sẽ có bộ sạc iPhone nhá. Hôm nay em cũng xả kho bộ luôn. Đấy. Bộ sạc iPhone này, sạc chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Bộ sạc iPhone này thì bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả là bác một cái mức giá cũng rất là dễ mua. Chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, 50k một cái bộ sạc của iPhone nha. Đấy, iPhone 14 Pro Max này. Đấy, hàng của Apple. Rất xịn sò chất lượng nhá. Một bộ thì sẽ bao gồm cho bác là một củ nhá, một cái củ sạc. Chân của nó sẽ là chân Type-C này. Đấy, chân PDF ấy. Đấy, chân Type-C. Và một cái cọng dây cáp đi kèm. Cái này thì chuyên dùng cho máy iPhone nhá. Nói lại các bác là chuyên dùng cho máy iPhone. Còn bác nào dùng Samsung thì không dùng đâu. Đấy, chỉ dùng cho máy iPhone thôi nhá. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi, đây là. Chỉ dùng cho máy iPhone thôi. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sạc iPhone 80.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 50.000 thôi. Đấy, một bộ là bao gồm là một củ và một cái dây cáp đi kèm. Về là các bác chỉ việc là cắm vào nguồn 220 là các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả. Đấy, bác nào đang dùng iPhone thì mua ngay cho em cái bộ này về. Cái bộ sạc bóc máy của iPhone nhá, rất chất lượng luôn, hàng ok lắm. Đó. 50k nhá, 50k. Hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Chỉ có 50.000 cho một cái mã sản phẩm cái bộ sạc iPhone thôi. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ cắt móng tay ví nâu này. Lên mã em sẽ là cái bộ cắt móng tay ví nâu nhá. Bộ này thì về dùng cho các bác xài gia đình là rất là hợp lý, dùng cho cả nhà mình luôn, đàn ông phụ nữ dùng hết, đặc biệt là các chị em phụ nữ thì nhìn bộ này rất là thích, rất là mê này. Đấy, có các món ví dụ như là cắt móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ này, rồi là có rũa móng này, lấy dái tai này, nặn mụn này, díp giếc các thứ đầy đủ luôn, díp nhổ lông, đó, đầy đủ cho bác luôn. Một cái bộ sản phẩm bộ bấm móng ví nâu nha, thì các bác cứ lên mã cho em cái bộ bấm móng ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu này. Đó thì bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, hôm nay em cũng xả kho cái bộ luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 80.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 40k nhá, 40k cho cái bộ bấm móng ví nâu này, chỉ có 40.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ bấm móng ví nâu nhá. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Đấy, 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu này. Giá nó quá là ưu đãi luôn. Các bác mua về xài cả gia đình nhà mình luôn. Bấm móng tay này, rồi là kìm cắt lấy da chết này, nặn mụn này, rũa giếc các thứ này, zip giếc đầy đủ cho bác luôn. Đựng trong một chiếc ví rất là đẹp xinh, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Màu của nó là màu nâu chủ đạo nhá. Bộ bấm móng ví nâu xả luôn cho bác là chỉ còn có 40.000 một bộ thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Cây này về ví dụ các bác đo nhiệt độ thức ăn, đồ thức ăn này, rồi là đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước, đo nhiệt độ sữa này, dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, các bác cắm vào nó sẽ báo nhiệt độ lên nhá, rất là hay. Đấy thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là cái cây que đo nhiệt độ nhá. Que đo nhiệt độ này. Đấy, que đo nhiệt độ bữa trước đang bán cho bác là 60.000. Hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có là đi 40.000 nhá, 40k thôi. Đấy, bán nhanh xả luôn. 40.000 một cây này. Đấy, rất là tiện nha. Đây em sẽ lấy bác còn một cây này. Cái này về các bác hay đo nhiệt độ sữa, nhiệt độ rượu thứ giờ rất là tiện. Ở đây nó sẽ có một cái màn hình hiển thị đầy đủ thông số trên luôn. Thì về các bác bấm cho em bằng nút on off này, bật lên này. Đấy thì nó sẽ hiển thị lên đây nhá. Đấy, hiện tại nó đang 20.5, nó là cảm nhận theo cái nhiệt độ môi trường. Còn đây ví dụ như đây em cầm tay vào nhá. Em cầm tay vào đo như kiểu đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy thì các bác nhìn này. Đấy, bắt đầu là nó sẽ nhích lên luôn này, các bác thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Đấy, đây em cầm tay nắm tay nhá. Cái này là như kiểu em đang đo nhiệt độ cơ thể này. Đấy, nó nhảy lên luôn. 26.9 độ C nhá, 27 này. Đấy, bắt đầu là nó cứ nhảy nhích dần lên. Còn đây em giờ em bỏ ra nhá. Bỏ này bắt đầu nó xuống này. Đấy, bắt đầu nó sẽ xuống này. Đấy, các bác để ý này. Đó, đứng yên rồi đấy. Bắt đầu là lại cảm nhận là đang xuống rồi đấy. Đó, có thấy không? 29.8 này, 29.7 này bắt đầu đang xuống nhá. Rất là tiện dụng luôn. Vì nó có cái màn hình hiển thị ở trên này này, các bác nhìn rõ ràng là nó chuẩn xác bao độ. Về các bác đo nhiệt độ sữa này, nhiệt độ rượu này, nhiệt độ nước này, rồi là đo đồ ăn thức uống các thứ ra này. Đấy, nhiều khi là những cái món ăn
mà mình cần đo nhiệt độ để cho nó chuẩn xác với nhiệt độ mà mình cần nấu chín, hoặc là đo đo nước, đo sữa giờ để cho trẻ con uống là cũng ok luôn. Đấy, đo nước cho trẻ em tắm này, rồi đo sữa cho trẻ em uống này, ok luôn. Que đo nhiệt độ nhá, nay xả luôn các bác, chỉ có 4.000 một cây thôi, 40k thôi nhá. Về chỉ việc bật lên là xài thôi. Lúc nào mà các bác không xài thì các bác tắt đi. Đấy, có lúc nào dùng thì các bác bật lên. Ok. Đó. 40k nhá. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây thước kẹp điện tử này. Lên mã em sẽ cái cây thước kẹp điện tử. Đấy, cái này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây nhá, 100k. Lên mã em sẽ là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, thước kẹp điện tử 100k một cây. Đó, con này thì nó là dòng thước để các bác đo kẹp nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, và đi kèm thì sẽ có cho bác bên nhà xuất sẽ có tặng luôn cho bác là một viên pin nhá. Đấy, và đựng trong thước thì đựng trong hộp rất là cẩn thận nha. Đấy, thước rất là xịn và ngon nhá. Đây. Đó. Con này đo tối đa được là 15 cm, 150 mm nhá, đo tối đa được là 150 mm. Đấy thì về khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác rút cho em cái tấm siêu nhựa này ra. Hiện tại nó đang có một cái tấm siêu nhựa này, các bác rút ra nhá. Đấy, rút ra bắt đầu là nó mới nhận pin này. Đấy, khi mà nào mà rút ra xong rồi thì bắt đầu các bác đo thôi, cứ thế các bác đo. Đấy, con này ở trên đây có 3 nút này, on off bật tắt này, nút zero là xóa sạch này. Đấy, và nút hai đơn vị đo là đơn vị đo mili và đơn vị inch nhá. Đấy, các bác dùng đơn vị nào có ấn với đơn vị đấy, còn dùng thì mình bật lên, không dùng mình có thể tắt đi, tiết kiệm pin. Đó. Đo thì cực kỳ là chính xác luôn nhá. Đây, em sẽ đo test cho bác coi này. Đấy, ví dụ em đo cái này này, đo cái hình tròn này này. Đấy, bên trong này. 19.1 mm này, rất chính xác luôn nhá, chính xác từng cái mili một luôn. Đấy. 28.0 mm này, quá ok luôn nhá. Đấy, giờ là ví dụ các bác đo những cái đồ hình vuông này này. Đấy. Đấy, các bác kẹp này, ok luôn nhá. 30 mm này, đấy 30 mm, rất ok. Ngoài chức năng là đo kẹp thì mình có thể là đo chiều dài, rồi các bác có thể đo được chiều sâu này. Các bác nhìn thấy cái gậy này, đấy các bác có thể là chọc xuống này các bác đo được chiều sâu nhá, đo chiều sâu cũng ok luôn. Đó. Lên mã thì em sẽ làm phẩm là thước kẹp điện tử nhá. Đấy, rất là thông minh là nó sẽ hiển thị toàn bộ số trên này luôn. Đấy. Và đặc biệt là cho bác nào mà người già mắt kém, đấy đôi khi các bác nhìn những cái thước kia nó rất là khó nhìn thì các bác mua ngay cho em con thước này về. Cái số nó hiển thị to đùng ở trên này luôn này, nên là các bác nhìn nó rất là chuẩn luôn. Đấy, nhìn không lệch được chữ nào đâu. Thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp điện tử. 100.000 một cây nhá, 100k một cây này. Có kèm thêm bác là một viên pin nữa. Để về các bác hết pin thì các bác thay. Thay pin rất là dễ thôi, các bác mở cho em cái nắp này ra này. Ở đây là nắp này. Pin của nó là pin cũ áo. Đấy thì nó có sẵn một viên pin rồi và có một viên pin đi kèm, nếu mà hết pin thì các bác lại lấy vào lắp. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể tắt đi, đấy, tiết kiệm pin. Đấy, cho vào cái hộp này rất cẩn thận này, chống sốc, chống va đập ok luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề, các bác sử dụng đo đạc ở gia đình nhà mình cũng ok luôn nhá. 100k lên mã cho là cây thước kẹp điện tử. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái bộ tô vít đỏ vàng, 2, 4, 6, 7 cây, một bộ tô vít đỏ vàng 7 cây, giá của nó thì cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã em sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này. Bộ tô vít đỏ vàng. Đỏ vàng 7 cây nhá. Giá sẽ là 130k cho một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây này, chỉ có 130.000 thôi, một cái bộ tô vít đỏ vàng 7 cây. Đây, một bộ này sẽ gồm có là đi 7 cây vít này. 7 cây vít. Đấy, 7 cây vít. Bộ này thì chuyên dùng cho anh em thợ thuyền, các bác làm điện đóm thì rất là hợp lý luôn. Đấy, rất hợp lý nhá, chuyên dùng anh em thợ thuyền làm điện. Nó sẽ có là các loại đầu là đầu ba ke và đầu dẹt nhá. Đầu ba ke có, đầu dẹt có luôn. Đấy. Đây một cái cây to nhất đây. Đấy. Hàng của thương hiệu Kabushi nhá. Toàn bộ đều được bọc cách điện rất ok. Đầu dẹt này. Đấy, đầu dẹt, rồi là đầu ba ke này đây, đầu ba ke đây. Đấy, đầu ba ke các bác xoáy điện đó mà thứ dùng chuyên dùng điện thì bộ cho em bộ này rất an toàn. Ngoài ra thì nó có một cái cây bút thử điện nhá các bác nhá, một cái cây bút thử điện để về các bác test thử điện này ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cho các bác thợ điện sửa điện, rồi là các bác sử dụng gia đình, dùng trong những cái hôm nào mà các bác sửa chữa điện đóm, dùng cho an toàn. Đấy, không lo nó bị giật chiếc thứ gì vì toàn bộ đều bọc cách điện mà, dùng rất an toàn luôn. Bộ tô vít đỏ vàng 7 món nhá. Đấy, 130.000 bộ này nhá, 130.000 bộ này, giá rất tốt mà sản phẩm dùng ok. Cái này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, dùng chất lượng lắm. Lục kho đấy, sót kho còn hai cái ổ điện của Arika nhá, hàng bãi Nhật cực kỳ xịn luôn. Cái này về cho bác cắm thiết bị điện các thứ này rất là ngon lành kinh đào. Hàng của thương hiệu Akira nhá, mã HB3K5. Đó, hàng sẽ là hàng made in Japan. Đây, mặt sau có chữ made in Japan này. Đấy, made in Japan nhá. Mắc công suất sẽ được là 3.500W này, sử dụng điện 110 220V đều được các nhá. Đấy, hàng
nội địa Nhật, nhưng mà nó là dòng ổ nên là các bác có thể cắm điện 110 hoặc là cắm điện 220 đều được luôn. Đó, đây dây của nó sẽ là dây dài 5 mét, dây rất to, chắc chắn dày cực kỳ luôn. Đó, hàng nói chung hàng Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng rồi, không gì phải chê cả. Đó, rất xịn sò. Đây là cái phần chân cắm nguồn này, còn đây là cái bảng ổ điện để các bác cắm này. Nó sẽ có cắm được cho các bác tất cả các loại chân phổ thông như thị trường này, ví dụ như là chân dẹt, chân tròn, cái dạng 3 chân, dạng 4 chân là các bác cắm ngon lành luôn. Và cái thiết kế rất là hay của cái ổ này đó là nó sẽ có cái công tắc từng ổ một luôn. Nghĩa là các bác dùng cái công tắc nào, dùng cái ổ nào thì các bác bật cái công tắc lên, các bác cấp nguồn cho cái ổ đấy. Còn không dùng mình có thể tắt đi, nó rất là an toàn. Đấy, đôi khi ví dụ có trẻ con nó thứ chẳng may chúng nó có sờ vào thì mình tắt lên công tắc rồi thì cũng rất là yên tâm, không lo vấn đề gì cả. Còn nó còn có cả cái phần bảo vệ cái phần lỗ cắm này. Đấy, ví dụ tránh tình trạng trẻ em thứ nó chọc tay vào tiếc vào nhá. Trẻ em người già, nói chung là thiết kế rất là thông minh an toàn, có đi kèm công tắc cho từng ổ một luôn, rất thiết kế rất thông minh. Cái này thì em còn có duy nhất 2 ổ thôi. Đấy, các bác nào nhanh tay vào việc luôn giúp em nhá. Đó, dây dài 5 mét nhá, thoải mái các bác xài sử dụng luôn. Chịu tải lên đến công suất là 3500W nhá, dùng điện 110 220 đều được. Đó, made in Japan. Cái này thì em báo giá thanh lý xả kho bác luôn. Còn 2 ổ duy nhất bữa trước đang bán cho bác là hơn 300 đấy. Này em về cho bác mức giá là sẽ là đi 250.000. Đấy, ưu đãi bao ship cho bác luôn. Đó, xả kho là cần báo ship bác luôn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5. Đấy, mã của nó sẽ là U5 nhá. Mã ổ điện U5 250k bao ship. Đó. Còn mấy cái thôi. Đấy, bác nào nhanh tay vào việc chốt đơn nhanh luôn, xịn cực kỳ, dùng thích lắm. Đấy, cái này thì nói chung các bác không gì phải chê rồi. Con này dùng thích cực kỳ luôn. Đó. 250k nhá. Mã sẽ là mã U5 nhá. U5. Tiếp theo thì đây, về tiếp cho bác cái máy đọc thẻ thông minh này. Đấy, bắt đầu vào năm học rồi, rất là cần luôn. Đấy, mà đặc biệt là những cái em nhỏ giờ đang bắt đầu tập tuệ này. Đấy, cái này cái máy đọc thẻ này rất là hay, mà nó là giọng máy đọc thẻ thông minh nhá. Sẽ có là tiếng Anh và cả tiếng Việt luôn. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết nhá. Đấy. 112 thẻ với 224 từ vựng. Đây nó sẽ có là bảng cấu hình thẻ này, sẽ có thẻ động vật, thẻ giao thông, thẻ đồ vật, thẻ đồ ăn này. Nói chung là nó đầy đủ những cái sự vật hiện tượng ở trên cái thế gian này, nó có cái gì đó nó tổng hợp hết vào đây cho em luôn. Đấy, nó rất là ok về cho bác xài. Đấy thì hàng mới nguyên hộp như này. Hàng này hàng của Việt Nam nhá, công ty giáo dục Việt Nam sản xuất, rất là xịn sò. Sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm cho bác là một hộp thẻ. Đấy, một hộp thẻ như này. Và một cái cọng dây cáp sạc nhá. Cái con này nó chạy bằng pin. Ở đây cái này là cái sách hướng dẫn sử dụng này. Chạy bằng pin thì về thì trước khi dùng thì các bác sạc pin cho em vào một chút đi, cho nó đầy căng pin đi. Đấy, thì các bác cắm sạc vào đây. Cắm sạc đây cho em này. Đấy, sau đó là các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nguồn 5V ấy, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó rồi. Khi mà sạc đầy pin thì các bác rút nó ra, sau đó là các bác bấm lên cho em. Đấy, đây, ở đây là nút on off này. Đấy, cái nút on off đây này, ở trên hông này, bấm này. Đấy, giữ lì các bác nhá. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó có giới thiệu, sau đó là các bác lấy cho em thẻ trong hộp này ra. Đây, ví dụ em lấy một cái thẻ bất kỳ nhá. Đấy, con lạc đà này. Đấy, có cả tiếng Anh, tiếng Việt này, camel động vật này. Đó, đằng sau hai mặt luôn nhá, chuột túi này, kangaroo này. Đấy thì các bác cho cái thẻ vào đây. Con lạc đà. Đó, có thấy không? Con lạc đà. Đấy, nó có cả tiếng Anh, tiếng Việt luôn nhá. Đây em quay lại cái thẻ này. Chuột túi. Đấy, chuột túi nhá. Kangaroo. Đó, có thấy không? Đây. Rút ra cắm lại này. Con lạc đà. Đấy, các bác nghe thấy không? Đó. Nó rất là thông minh nhá. Đấy, các bác cắm vào này. Chuột túi. Đấy, thấy không? Chuột túi nó báo luôn. Đấy, ngoài ra có cả phần nhạc luôn này. Đấy, các bác bấm vào đây để mở nhạc này. Đấy, rồi là nội dung các thứ này, lặp lại nội dung này, nói chung là đầy đủ, nó rất là đầy đủ luôn. Đấy, cả nhạc nhiếc các thứ đầy đủ. À đâu, cái này là loa các bạn, cái này là loa hình như không có nhạc, nó chỉ có loa thôi. Qua nhá. Đó thì em vừa giới thiệu sơ qua về cái chức năng sử dụng của cái con máy đọc thẻ thông minh như này. Đó thì nói chung là nó dễ dùng lắm. Về nếu mà các bác khó dùng quá thì mình có thể mở quyển sách hướng dẫn sử dụng ra các bác xài thôi. Rất là dễ xài, dễ sử dụng nhá. Cho các bé thì mình cũng dễ xài. Tiếng Anh, tiếng Việt đủ cả luôn. Đấy, có cả âm thanh, hình ảnh đầy đủ luôn. Giá thì em báo luôn. Lên mã thì em sẽ là cái máy đọc thẻ này. Đấy, cái máy đọc thẻ thông minh cho trẻ em. Giá của nó sẽ là đi 60.000 máy này các bác nhá. 60.000 máy. Giá rất là tốt mà một cái sản phẩm cho các bé thì mình dùng rất là hay luôn các bác nhá. 60k một cái máy nha.
Tiếp theo cũng là một cái sản phẩm cho học sinh này. Đấy, cho các bé nhà mình về tập tô tập vẽ này. Đấy, bắt đầu vào năm học mua về cho các bé là mình sử dụng nhá. Một cái hộp màu 150 chi tiết nha, rất nhiều màu sắc khác nhau. Rồi là dụng cụ để tô vẽ nhá, có màu nước, màu sáp này. Rồi là có cả màu nước, màu chanh các thứ này. Nói chung là nhiều mã màu khác nhau lắm. Rồi là tẩy tiết các thứ này, ghim kéo này, đầy đủ luôn. Một cái bộ như này mà giá của nó thì nói chung là nó vô cùng là hạt rẻ luôn. Đó thì một bộ này thì em báo giá luôn nhá. Các bác cứ lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu. Đó thì lên mã cho em sẽ là quyển sách tô màu nhá, 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết màu các thứ để tô vẽ này. Giá nó thì sẽ là đi 80.000 à. 70.000 nhá, chỉ có 70.000 thôi. Đấy, mua về cho cháu nhà mình học tập sử dụng. Đó, tô vẽ thoải luôn. Có 70.000 xài chắc là vài năm mới hết. Đấy, quá nhiều luôn các bạn. Mà đầy đủ các ấy, đây có cả bút chì màu luôn đây này, rồi là màu sáp này, màu nước các thứ này đầy đủ luôn, là 70.000 một bộ nha. Hộp rất là đẹp luôn. Về các bác mua về làm quà, mua về biếu tặng cho các mua về cho các bé nhà mình làm quà sinh nhật các thứ rất là đẹp. Đây, đấy, hộp rất đẹp nha. Đó, 150 chi tiết nha. Đó, 70.000 nhá, 70.000 một bộ nha. Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái mã sạc ắc quy nhá. Lên mã em sẽ cái sạc ắc quy bình sạc cho bình 12V 5A nhá. Con này thì giá thì cũng hạt rẻ thôi. 190.000 cho mấy con sạc ắc quy 12V nha. Đấy, sạc 12V. Sạc chuyên cho bình 12V, sạc cho bình xe máy ô tô công suất công suất của nó 12V. Đấy, 5A nhá. Sạc được bình là từ 4Ah nhá. Đấy, công suất là từ 4Ah cho đến 100Ah là các bác giải của nó cái giải Ah đấy. Từ 4Ah này cho đến 100Ah là các bác sạc ngon lành luôn. Đấy, hàng rất là xịn. Hàng này thì hàng của hãng, hàng của Foxua. Đấy, Foxua này chuyên về những cái đồ sạc bình ắc quy rất là nổi tiếng rồi. Nó là dòng sạc điện tử nhá. Và nhiều bác hỏi là cái con sạc này nó có quạt tản nhiệt không thì có luôn nhá. Đấy, có luôn, nó thiết kế rất là chỉnh chu, chắc chắn, chất lượng. Hàng hãng đàng hoàng chứ hàng trôi nổi linh tinh. Hàng hãng xuất đi rất nhiều nước đây này. Có cả đây các bác nhìn với cái quyển sách thông tin nó bên ngày này, xuất đi rất nhiều nước này, có cả tiếng Anh này, tiếng Pháp này, đấy, Đức này, Spain, Tây Ban Nha này, rồi là Russia, Italia, nói chung là xuất toàn những thị trường khó tính thôi. Đấy, các bác biết về chất lượng sản phẩm nó dùng nhà rồi, rất ok luôn. Đấy, con này thì sạc bình Foxua. Đấy, điện sử dụng là 100 cho đến 240, 50 60 hạt này, max của nó 75W nhá. Output input đấy là output ra thì là 13.8V đến 15.5V, max của nó sẽ là 5A. Đấy, sạc được bình là từ 4Ah nhá cho đến 100Ah này. Nó sẽ chức năng của nó thì sẽ có chức năng là sạc sạc đầy này, tự ngắt này. Đấy, bình thường là các bác dùng những cái kia là các bác cứ phải canh canh, những cái sạc thường các bác cứ phải canh canh rất là mất công, nhưng con này là các bác cứ cắm sạc thoải mái, cắm ngày cắm đêm không lo, vì khi mà đầy là tự động nó sẽ ngắt luôn. Đấy, rồi là chống ngược cực nhá. Ví dụ như là các bác có kẹp mà bị ngược cực là con này nó sẽ báo lỗi luôn, nó sẽ báo kêu tít tít, nó sẽ bao giờ các bác kẹp đúng cực thì thôi, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là nó sẽ kêu, nó sẽ báo luôn, rất là hay. Rồi là chức năng khử sun phát khôi sục, chức năng khôi phục bình, rồi là chức năng sạc nhỏ giọt. Đấy, khi mà nó gần đầy sẽ chuyển sang chế độ sạc nhỏ giọt thì nó sẽ bảo vệ cái bình của bác sẽ được bền hơn, dùng được lâu hơn nhá. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng ưu việt trong một chiếc sạc đời mới như này. Đấy, bây giờ hầu như là bây giờ người ta chuyển qua nên xài những cái dòng đời mới rồi, nó sạc nó rất là thông minh. Đấy, nó không lo nó bị chai bình hay hỏng bình như hồi xưa sạc những cái dòng thông thường nó rất là hay nhanh hỏng bình, nhanh chai bình ấy, nhưng dòng này nó bây giờ nó sạc đời mới nó tối ưu rất là tốt luôn. Đấy, về các bác xài rất ok. Đấy, sạc bình 12V nhá, 4Ah cho đến 100Ah nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. Đấy, 190.000 một cái con sạc 12V nha, chuyên dùng cho bác sạc ắc quy chống ngược cực, khôi phục bình, thử sun phát, rồi là tự ngắt khi đầy bình. Đấy, rất nhiều chức năng hay ho nhá. Và giá 190. Ngoài ra thì bên em có cái mã 24V. Đấy, nếu bác nào mà có bình to hơn, muốn sạc bình to hơn thì các bác có thể tham khảo con này. Con này là con 24V, con này cũng của Foxua luôn. Con này thì giá nó sẽ cao hơn một chút, con này giá của nó sẽ là 280.000. Con này thì sạc những bình cỡ to hơn, bình 24V. Đấy, như là nhìn sắc của nó sẽ to hơn một chút. Đó, đây. Input này 100 240 này, output của nó sẽ là DC 12V 8A và 24V 4A nhá. Nên là các bác sạc cho bình 24V thoải mái, những cái dòng bình to
bình 24V thì các bác mua cho em con này. Còn những cái dòng bình nhỏ, bình 12V thì các bác dùng con này cũng ok. Đấy, tùy nhu cầu nhá. 12V 190.000. Còn là cái con 24V thì giá của nó sẽ là đi 280.000 thôi nhá, 280.000. Đấy, 24V này sẽ là 280k. Đấy thì tùy nhu cầu, mình thấy bình nhà mình phù hợp với cái mã nào thì báo cho em. Đấy, 12V thì 190, còn 24V thì là 280 coi nhá. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đèn đầu đầu 5 bóng này, cực kỳ nhỏ gọn mà tiện lợi, mà giá thì cũng rất là nhỏ thôi, giá cực kỳ là gọn gàng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đèn đội đầu. Đấy, đèn đội đầu 5 bóng nhá. Giá của nó thì 40.000 một cái này, chỉ có 40.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, mua về xài gia đình. Bắt đầu đang vào mùa mưa mùa bão này. Đấy, mình cần một chiếc đèn nhỏ gọn tiện lợi, mang đi mang lại soi xét rồi là có thể là đội được trên đầu. Nó rất là ok thì mua một con này. Đấy, mình xài trong cái tầm tiền vừa vừa là dùng con này là ok. Chỉ có 40.000 thôi mà rất là sáng luôn, sáng xa và rất nhiều chế độ sáng nhá. Đấy. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, con này thì sẽ có là 5 bóng, 1 2 3 4 5, tổng là 5 bóng nhá, sáng cực kỳ luôn. 2 bóng lại là 4 bóng này, 1 bóng này. Đấy, full tất bóng luôn này, nháy luôn này. Cực kỳ sáng, ok, cầm rất nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, có thể gặp đi gặp lại được này. Các bác đội lên đầu về các bác cài dây và xài. Còn khi mà hết pin thì mở cái phần nắp này cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây. Và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nhà mình có cái cục sạc điện thoại 5V 2A, các bác cắm vào là các bác sạc cho nó thôi, có thế thôi. Đấy, sạc đầy pin thì mình lôi ra mình xài. 40.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ bình dân mà dùng tiện cực kỳ. Đấy, nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, cầm tay soi cũng ok luôn. Đấy, rất là ok, dùng gia đình hợp lý nhá. 40.000 một con này. Đấy, đèn độ đầu 5 bóng nhá, đèn độ đầu 5 bóng. Giá của nó sẽ là đi 40.000, giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác 40.000 các bác mua được cái con đèn này nha. Quá chắc chắn chất lượng mà này giá bình dân, 40k một cái. Lên cho bác đó là cái mã máy cạo râu 9D. Đấy, máy cạo râu 9D này. Hàng rất là xịn sò. Con này thì đa chức năng lắm, dùng rất là hay nhá. Nó sẽ có là một thân máy cạo râu. Đấy, mà nó còn rất nhiều chức năng khác nhau nữa, em sẽ giới thiệu bác từng chi tiết một luôn. Sẽ gồm có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Mã của nó sẽ là 9D nhá, 9D. Đấy, 9D. Em báo giá luôn. Con máy cạo râu 9D này giá của nó sẽ là 100.000, 100k nhá, 100k. Mã sẽ là mã cạo râu 9D. Cứ lên mã thì em sẽ là máy cạo râu 9D nhá. 100.000 cho một con máy cạo râu 9D này. Gồm rất nhiều chức năng hay ho. Đây, sẽ gồm có là một thân máy này. Đi kèm là một dây cáp sạc này. Đấy, thân máy đây, công tắc bật tắt này. Đấy, bật. Đấy, mã sẽ là 9D. Server, server là cái công ty rất là nổi tiếng ở bên Nhật rồi. Các bác yên tâm về chất lượng, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, nó chuyên về những cái đồ máy cạo râu rất là xịn sò như này. Đấy, và cáp sạc đầy đủ cho bác luôn. Thì khi mà hết pin, con này nó sử dụng pin thôi nhá, sử dụng pin. Hết pin thì các bác lại lấy ra các bác cắm sạc chưa? Đó, cắm vào đây. Đấy, và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại này mình các bác sạc thôi, sạc đầy các bác lại lôi ra các bác sạc. Có thế thôi. Và đi kèm này sẽ có là đầu tiên là một cái đầu cạo râu này. Đầu râu ba đầu nha, cạo cực kỳ sạch, cạo thích lắm. Đấy thì các bác dùng được các bác cắm vào đây. Đó, cắm đúng chiều vào. Bật máy lên máy chạy này. Đấy. Và đây em sẽ mở cái này phần này ra để các bác nhìn cái lưỡi nó chạy này. Đấy. Nó là hệ ba lưỡi độc lập. Đấy, và có chế độ tự mài sắc nhá. Các bác không cần phải thay lưỡi này đâu. Nó có chế độ tự mài sắc, các bác càng dùng nó càng sắc, càng dùng càng sắc, dùng rất là hay. Và ba cái lưỡi độc lập này khi mà các bác cạo nó rất là nhanh sạch nhá. Đó, cạo rất là nhanh sạch. Và mình có thể mở ra mình vệ sinh. Đấy, khi mà vệ sinh xong là các bác ấn vào cho em. Đấy, và các bác bật máy lên chạy, có thấy không? Đấy, nó có cái phần nhún nhún này. Đấy, nó nhún nhún, các bác nghe tiếng nó kẹt kẹt không? Đấy là cái phần lưỡi nó chém vào đấy. Đó, thấy không? Nó nhún nhún khi mà cái râu nó đâm vào đây, các bác cạo cực kỳ sạch luôn. Và khi mà các bác cạo râu xong thì mình muốn chuyển sang cái đầu khác, các bác rút ra. Rút ra, các bác cắm vào cho em. Ở đây là sẽ có một cái đầu tăng đơ này. Đấy, một cái đầu tăng đơ. Một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, các bác cứ cắm vào đây thôi, các bác xài thôi. Một cái đầu rửa mặt này. Đấy, nói chung là về các bác mày mò các bác cứ mở ra các bác cắm vào là các bác xài. Nó dễ dùng lắm. Đó. Đầy đủ một bộ nha. Cả dây sạc các thứ đầy đủ luôn. Là vừa cạo râu, vừa tăng đơ, vừa tỉa lông mũi, rồi là rửa mặt các thứ rồi. Là một bộ nha. Gồm rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy, máy cạo râu đa chức năng. Mã sẽ là cạo râu 9D nhá, 100.000 nhá, 100.000 một con máy nha. Các bác mua đâu được một con máy này giá chỉ 100.000 mà rất nhiều chức năng khác nhau luôn, dùng cực kỳ thích nhá. Đó.
Đây coi, em sẽ cho các bác xem video test máy cạo râu cái con này này. Đấy, con 9D các bác nhìn này. Dã man không? Nó cạo sạch cực kỳ luôn các bác nhá. Cạo ngon lắm. Con này không những là cạo râu rồi tỉa lông mũi tăng đơ, nói chung là rất nhiều chức năng trong một luôn. Đấy, các bác mua một mà được rất nhiều những cái tính năng hay ho. Đấy, mua một được mà 4 luôn nhá. Đấy, con thấy không? Sạch dã man luôn này. Đấy, con máy cạo râu đây, các bác em vừa quay bác coi đấy. Đấy, con thấy không? Sạch bong luôn. Râu rất là rậm nhá. Đấy, con này các bác cứ đi thì các bác đi thì các bác dí sát xem. Đấy, dí sát, dí đều tay nhá. Dí sát dí đều tay là máy sẽ làm sạch rất là tốt luôn. Đấy, khi mà dùng xong thì mình có thể là mở ra vệ sinh thoải mái luôn. Đấy, rất ok nhá. Giá rất tốt, 100.000 cho con máy cạo râu 9D nha. Rất nhiều chức năng ho nhá. 100k một con. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác đó là cái hộp miếng dán thải độc chân này. Cái này thì em bán khá là nhiều, một hộp này là 50 miếng, các bác về dán thoải mái luôn, giúp các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc này, lưu thông khí huyết mạch máu này. Các bác về dán vào gan bàn chân cho em nhá. Dán trực tiếp vào gan bàn chân cho em. Đó, một hộp này thì là đi 50 miếng. Lên mã cho em sẽ là cái hộp dán thải độc chân. Đấy. Giá nó sẽ là 40k các bác nhá, 40k. Đấy, dán thải độc chân này. Thải độc, dán thải độc gan bàn chân nhá, dán vào gan bàn chân cho em nhá. 40.000 cho một cái hộp miếng dán gan thải độc nha. Đó thì khi về bóc ra thì các bác bóc ra trong thì nó sẽ có là một túi miếng dán như này và một cái túi thuốc như nào nhá. Thì về các bác bóc ra xem. Đấy, bóc ra như này. Thì ở trong đấy sẽ có là cái túi thuốc nha. Đấy, túi thuốc này. Về các bác bóc cái lớp băng keo này ra. Đấy, bóc nó ra. Ở đây nó có một cái lớp keo này. Đấy, các bác dính vào đây. Dính cái phần chữ này nó ốp vào cái phần băng keo dính nhá. Còn cái phần còn lại nó dính, các bác ốp trực tiếp vào trong cái gan bàn chân nha. Đó, ốp trực tiếp vào trong gan bàn chân nhá. Ốp trực tiếp trong gan bàn chân nha. Đấy, và các bác dán trước khi đi ngủ và lúc nào mà sáng ngủ dậy là các bác lột nó ra. Đấy, có thế thôi là các bác bỏ đi cho em là xong. Rất ok, dùng rất là lành tính. Thành phần từ thiên nhiên, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Hộp miếng dán thải độc chân nhá. Đây này, ở đây nó hướng dẫn sử dụng luôn nè. Đó. Một hộp này thì là 50 miếng, giá của nó sẽ là 40.000 một hộp thôi. Giá rất là rẻ đây, 50 miếng các bác nhá. Đây các bác cùng xem công dụng của nó này. Dán ngải cứu là lòng bàn chân ngủ rất ngon. Một hộp này là gồm có 50 cặp. Gồm có miếng ngải cứu và miếng keo để dán. Và cái miếng ngải cứu này nhá, thành phần rất lành tính từ thiên nhiên, như là ngải cứu này, than tre này, vỏ cam này và dược liệu những giúp mình ngủ ngon. Này còn thải độc, những ai hay mất ngủ, đổ mồ hôi, hôi miệng, đau nhức mình mẩy, dán cái này vào thải độc rất tốt. Bình thường mình đấy, giá rất là hợp lý và dùng rất là nhiều, rất là nhiều công dụng khác nhau luôn. Đó, một hộp miếng dán thải độc, một hộp miếng dán thải độc là đi 50 miếng nha, giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, 50 miếng luôn. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp dán thải độc chân nhá. Đấy, dán thải độc chân 50 miếng, 40.000 một hộp, dùng rất tốt cho sức khỏe nhá. Đã bán đấy nhưng mà đang bán hết hàng thì hôm nay bên kho nó sót còn ít thì điều phối cho anh em. Đấy, bán được còn ít này, hàng Parkside này, hàng Parkside của Đức các nhá. Riêng cái dòng Parkside này các bác yên tâm về chất lượng. Made in Germany. Số lượng thì đúng 31 hộp thôi nhá, không có nhiều đâu. Có đúng 31 hộp thôi. Các bác nào nhanh tay chốt đơn luôn đi chứ còn không còn đâu bạn. Đấy vì cái này không có bán luôn, thật sự các bác không có bán luôn. Giá thì em vẫn để cho các bác giá cũ thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp đai siết ống hay còn gọi là cái cổ dê các nhá, cổ dê. Đấy, bên em hay gọi là cổ dê đấy. Một hộp này thì là 26 nhá. Một hộp này là 26 chi tiết. Đấy, 26 cái đai ống. Nó từ to đến nhỏ rất nhiều kích cỡ khác nhau. Giá của nó thì rất hạt rẻ thôi. 40.000 một hộp này. Đấy, về cho các bác dùng để siết ống nước này, siết ống ga, ống khí cái thứ này. Đấy thì đây. Nó kiểu dạng đây này. Đấy. Nó là dạng ống đai siết như này này. Đấy. Ống đai siết này con nhìn này. Đó, rất chắc chắn, dày dẫn cực kỳ luôn, hàng chất lượng lắm. Cái này em bán khá là nhiều nhưng mà nó không có hàng, khổ. Nhiều bác muốn mua nhưng mà không có hàng nữa đây. Đấy đây. Đó, hàng đẹp lắm, hàng chắc chắn xịn cực kỳ luôn. Chứ không phải cái dạng mà mỏng mảnh đâu các ơi. Hàng nó rất là dày luôn này. Đó, cái thớ thép nó rất là dày. Kể cả cái những cái con ốc nó rất là to luôn. Đấy, hàng đẹp luôn đấy các nhá. Hàng của Đức cơ mà. Nên có yên tâm về chất lượng đi. Đó. Chốt nhanh giúp em nhá. Số lượng em còn có đúng 31 hộp thôi nhá. Đấy, về được đúng 31 hộp nó không nhiều đâu. Giá thì em vẫn để bác giá tốt nhất thị trường luôn là 40.000 nhá, 40.000. Cứ lên mã giúp em sẽ là cái hộp cổ dê. Đấy, cổ dê hoặc là cái hộp đai siết ống kim loại 26 chi tiết các nhá. Đấy, 26 chi tiết, hàng của Bắc Kaider. Của Đức các bác nhá. 40.000 hộp này. Đấy. 43 em vừa sắp đến 31 hộp rồi. Đấy, bác nào chốt nhanh vào việc luôn nhá. Báo em luôn để em chốt cho. Em
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã, đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây nhá. Cây này về dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây. Ngoài chức năng tuốt dây nó có thể cắt dây này. Đấy, rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm ngon lành luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy, và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này, đây nó có phần lưỡi cắt này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy, các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn, tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực rất ok luôn. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này. Các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này, đấy kìm tuốt dây nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cây nhá, 40k một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái tay nắm cửa silicone. Đấy, tay nắm cửa silicone này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicone nhá. Bên em đang gửi bác một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicone các nhá, một tay nắm cửa dạng silicone. Đó, con này là dạng silicone, về các bác ví dụ như nhà các bác mà cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác có thể là xài cho em con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá, con này nó có là dạng silicone, nó co giãn. Đấy, tay nắm chữ L là các bác xỏ vào, con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá. Chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15k. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15k, nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con này kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập ngừa thứ rất là đau. Đấy, các bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không? Rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây. Tay nắm cửa nhá các bác nhá, tay nắm cửa. Về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15k cho một cái tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà, đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ được cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy. Đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoáy ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra, thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay, đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm như này được. Còn các bác cầm như lại được đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm được nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Phải vít nhá, đây con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đấy. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này đấy, em biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn đấy. Thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn nó nhá, rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm này, cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn, đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, rồi anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã sẽ là con máy vít này, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn lên thân máy chính nhá, hàng rất ok. 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không, thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng phụ bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm đến sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó đây.
inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, chà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn. Đó. À, giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20.000 thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá. Thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em xem cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi. Đấy, cạo lưỡi. Cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán bác là 20k. Đấy, việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ. Đấy, cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này. Thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy, thức ăn nữa các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy, các bác mua cái cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn. Đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây. Cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác sẽ mua. Giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây. Đám bán nó bác là 40.000 thôi nhá, 40k, 40.000 cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha. Đấy. 40k một cái vòi này các nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy. Đây, đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này. Đấy, về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá? Chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá. Để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình nó phun. Đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy, rửa sân rồi sướng tưới cây. Đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình. Về các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha. Để về các bác bắt kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết vào nó chặt chẽ này. Đấy. Ok luôn, 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc vòi đồng tưới cây. À, cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái cây tỉa lông mũi này. Lên mã sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại vì em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm cho em. Đấy, bấm cho em thì con này nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này. Nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi của bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái cây kéo các thứ rồi, các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không? Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về. Các bác cho vào các bác cứ bóp đều tay cho em, bóp đều tay. Cực kỳ an toàn, hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá, mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá. Nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì các bác nên sắm cho em một cây nha. Tỉa lông mũi 30.000 một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm này về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất ok luôn. Đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh như dạng này cái răng kia nó rất là hay bị bó răng. Cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá. Một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn. Kem răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60.000 nhé, 60.000. Lên mã em sẽ giúp cho em sẽ là phẩm là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật đang có giá là 60k một típ nhé, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy,
Nó có một cái vị muối the the mát nhá, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem dòng Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá nhiều, con anh bác lấy cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ kem dòng Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây thương hiệu Roto này, đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối natri này, rồi là kali, toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này, đấy, rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12ml nha, thì bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi, chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này, 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn date không, thì em báo luôn là những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là date bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này date là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy, thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, giỏ vào như các bác trước khi đi ngủ, các bác giỏ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Và tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cho bác mà hàng đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn. Giá sẽ là 10.000 một cây đâu nhá. 10.000. Lên mã em sẽ là cây gãi lưng, 10k một cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn đây. Cái cây gãi lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra. Đó. Ok không? Đấy các bác kéo ra. Đấy thi thoảng mình gãi lưng, đấy lưng các thứ những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi được thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy đây phần đầu đó, đầu sừng này. Ok luôn nhá. 10k một cây này các bác nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên với bác này. Đấy dịp cuối năm nhá. Đấy có phần móc đeo này, ok luôn nhá. Chắc chắn cái phần ống này có ống bằng inox đấy. Đấy nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy, mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy. Lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được các bác dùng cái cây cho. Nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng, 10.000 một cây thôi. Đấy. 10.000 một cây, giảm giá chiên, sập sàn bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi. Em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000. Hôm nay em về cho bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ còn có 100.000 một bộ thôi nhá. 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha, đây em sẽ mở ra bác coi. Một bộ này. Đấy. Đó bác coi bộ. Hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây nó sẽ gồm có là 5 mũi này. À, 2 mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 mm này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi kích cỡ là 8 mm này. Đấy 8 mm mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có kích cỡ là 10 mm này. Đấy 10 mm. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 mm nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan ấy, bình thường những cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch. Đấy. Nên nó rất là xấu thì các bác mua cho em cái con này về. Cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này. Các bác cứ khoan các bác nhấp cho em vào từ từ, nó vào rất là ngọt luôn. Đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhá. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn. Đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác khoan sử dụng gia đình này. Anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá. Vào cực kỳ ngọt luôn. Đó. 100.000 nhá, em nay em xả kho. Đấy sập sàn bác luôn, 100.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy. Có những cái chỗ khác đang bán 150-200 đấy, bên em đang xả kho, gọi là bán lãi tình cảm cho bác thôi. Đấy, 100.000 nhá, 100.000. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi luôn nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu JT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ
1.5 cho đến 10 nhá, 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu JT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây, bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá, đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây, từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này, nhiều bác trong Nam hay gọi là bộ bông á, lục giác bông nhá. Đấy thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị, hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80.000, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. 50k trong một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ nhà em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà, nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn được. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn. Đây phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy thì các bác mua trang bộ rồi về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó, bộ lục giác và bộ hoa thị nhá, bên em đang bán đồng giá xả kho luôn, chỉ còn có 50.000 bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 bộ thôi, thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá, bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha, để em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy thì hiện tại em đang phân phối cái dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy thì đây, một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dày dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy, 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nào làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy. Gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó. Hàng mới keng nguyên vỉ đây các bác nhá, hàng mới keng nguyên vỉ này. Đấy thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80.000 nhá. Lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80.000 trong một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80.000 một cây này nhá, 80k một cây. Sau đó tí nào thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã cho cái bộ vít V9 này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như nhà mình. Đấy. Anh em thợ thuyền sửa chữa này. Đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy, từ 5 này. Ở đằng này sẽ có 5 6 7 8 9 này. Ở đây sẽ có là 13 12 11 10 11 12 13 này. Đấy, con này thì ngoài bán bu lông các thứ các bác có thể làm đầu bắn tôn luôn. Đấy, có thể làm đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy, làm đầu bắn tôn luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ vít, là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá. Đấy, bộ vít V9. Cái này thì em báo giá luôn. Đấy, bộ vít V9 này. Bộ vít V9. Bộ vít V9 này, V9 này đang có giá là 40.000 thôi, 40.000 cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã là bộ vít V9 nhá. Đang gửi bác là giá sẽ là 40.000 một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông. Rồi làm đầu bắn tôn nó ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan bin, máy khoan cầm tay của bác đặt sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn, xoáy rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy, rất ok. Về lắp vào trực tiếp vào máy khoan bin. Máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em xem cái bộ vít V9 nhá, bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu 5 cho đến đầu 13 nhá, từ đầu 5 đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, giá 40k một bộ này thôi nhá.
Dạ vâng, tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này, rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt. Bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước như ở đây này. Con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn ấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như này và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp bo viền này rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi vào tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa nữa, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy đây. Bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn, thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước, sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2-trong-1 vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện, tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo ra hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Chất liệu nhựa vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Bo viền siêu chắc chắn, có lỗ phía trước để chắt nước. Này các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2-trong-1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc nào nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mài hàng, đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em xem cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao, mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây. Bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa. Đấy, rũa dao, rũa dao, rũa kéo ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát các bác dùng để mài, còn cái mặt dưới nó phẳng các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng Made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán cho bác một cái chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là một cái con vòi nối nhá. Vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu. Như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi. Nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn. Rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy. Mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát. Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nhá. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicon. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicon nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nhá, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia sen ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt dẻo nhá. Đấy. 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát, đang gửi bác giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm như em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn.
đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy, thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy thì các bác lừa lừa cái đầu silicon này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá, và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lăn đéo này, từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá. Vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này, đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ. Đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó. 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá. Rất ok đấy. Đó. Recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ được cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá. 30.000 một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kẹp gấp. Cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá. Cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ được cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp gấp đồ rán này, đồ chiên rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác. Giá chỉ còn có 20.000 thôi. 20.000. Bán nhanh luôn, 20k cho nhá các bác nhá. Cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi. Các bác mua về sử dụng rất hay. Đây. Đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này, này hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy. Đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy các bác xúc xà bàn nó xuống đấy, lật nó lên nhá. Đấy lật nó lên đây, xúc nó xuống này, xúc nó xuống này, lật nó lên đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em. Nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này, đấy các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt đó, đây. Đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá, nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên, kẹp nó vào lật nó lên, kẹp nó vào lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh bán nhanh xả kho luôn này, 20k đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá, tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng, rất là tiết kiệm điện các bác. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này xem rất hợp lý này. Đấy, công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng lắm nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng, 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá. Chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá. Chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá. Thì đây, cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này, và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đó, đây rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đây luôn này nên là rất là tiện nhá. Đó thì
nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này, lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào không dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W nó khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, kính chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000 và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó, là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon này luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới kèng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. À, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bác. Nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này. Dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài, khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở, dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn. Giật thoải mái luôn nhá. Cực kỳ chắc chắn và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá. Mà lại còn chắc chắn, đẹp, bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon, bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em và các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi, qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này. Bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k. Một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn. Và có chức năng là hẹn giờ nhá. Và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây. Cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy. Thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng có thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại
cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8 thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12 thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy. Đây, cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mạng em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50.000 một cái nhá. Các bác cứ lên mạng nha, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin đi pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ giúp em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này. Và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Cái này nó phải lấy nét ở cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét ở cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây, em sẽ test bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó, đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này, em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to một kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo.